Chào các bạn có khỏe không? Lại là mình đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tiếp tục lựa chọn video của mình. Hôm nay mình mang đến một topic rất quan trọng với tất cả các YouTubers, đó là làm cách nào để khôi phục lại kênh của các bạn sau khi bị xóa khỏi hệ thống trong vòng 24 giờ. Hôm đó là một đêm trăng thanh gió mát hết sức bình thường, thì tự nhiên mình vào kênh YouTube của mình để kiểm tra thì không thấy kênh nữa. Mình rất sốc. Và sau đó mình vào Gmail của mình để check xem có thông tin gì không, và mình nhận được một cái email với nội dung như thế này: Chào Đỗ Lily, chúng tôi đã xem xét nội dung của bạn và phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi đã xóa kênh của bạn khỏi YouTube. Chúng tôi hiểu rằng đây có thể là tin rất buồn, tuy nhiên chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng YouTube là một nơi an toàn cho mọi người. Nếu một kênh vi phạm nghiêm trọng các chính sách của chúng tôi thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ kênh đó để bảo vệ những người dùng khác trên YouTube. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng quyết định này không chính xác, bạn có thể khiếu nại. Bạn có thể đọc phần bên dưới để biết thêm thông tin về chính sách có liên quan và cách gửi đơn khiếu nại. Quy định trong chính sách của chúng tôi, nội dung câu kéo, gian lận hoặc nội dung có tính chất lừa đảo về mặt thương mại sẽ không được phép xuất hiện trên YouTube, và họ có phần tìm hiểu thêm. Rồi tác động của việc này đến kênh của bạn, chúng tôi đã xóa vĩnh viễn kênh của bạn khỏi YouTube. Từ nay bạn sẽ không thể truy cập, sở hữu hoặc tạo bất kỳ kênh YouTube nào khác. Thông tin nghe vô cùng đau lòng và sốc đúng không ạ? Việc tiếp theo bạn có thể làm, bạn có thể làm theo các bước sau đây nếu muốn khiếu nại quyết định này. 1. Xem lại nguyên tắc cộng đồng của YouTube. 2. Khiếu nại tại đây. Trong biểu mẫu khiếu nại, hãy nhớ điền đầy đủ thông tin nhất có thể, bao gồm đường link kênh YouTube của bạn. Nếu bạn có câu hỏi khác, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây. Trân trọng nhóm YouTube. Vậy thì việc đầu tiên mình làm là gì? Mình nghĩ là chúng ta phải nắm rõ luật. Chính vì thế mà mình đã click vào phần nguyên tắc cộng đồng của YouTube cũng như là phần tìm hiểu thêm để đọc. Nếu các bạn dành tiếng Anh thì có thể theo dõi video, còn nếu không thì chúng ta hãy dành thời gian để đọc tất cả những cái hướng dẫn và những cái quy định này. True or false? If you fill a video's title, description or tags with terms or names, such as the names of celebrities, that are unrelated to the video, that could result in the video being removed. The answer is true. Sau khi nắm được luật thì mình quyết định sẽ làm đơn khiếu nại. Mình click vào chữ tại đây, khiếu nại tại đây. Thì sau đó sẽ hiện ra một cái form với nội dung là không thể truy cập vào sản phẩm của Google. Tôi làm đơn mẫu này nếu bạn tin rằng quyền truy cập vào một sản phẩm Google của bạn đã bị tạm ngưng ký ức. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ lại với bạn nếu chúng tôi cần thêm thông tin hoặc có thông tin bổ sung để chia sẻ, trường hợp bắt buộc. Và bây giờ chúng ta phải điền thông tin của chúng ta vào. Họ tên của bạn thì mình để tên mình, Đỗ Thanh Thảo Phương. Tiếp theo này, mình viết chữ có dấu luôn. Tiếp theo là địa chỉ email bạn sử dụng để đăng nhập vào kênh YouTube của mình. Thì mình sử dụng cái địa chỉ email này là lily.brian.sapia@gmail.com. Tiếp theo là địa chỉ email mà chúng tôi có thể sử dụng để liên lạc với bạn. Thì mình copy paste lại cái địa chỉ email bên trên. Mình không muốn sử dụng một cái mail nào khác nữa bởi vì nó sẽ phức tạp thêm. Và tiếp theo là URL của kênh YouTube bị tạm ngưng của bạn. Thì nghĩa là chính là cái đường link của kênh YouTube cũ của bạn đó. Và YouTube họ rất là tử tế, họ vẫn để lại cho chúng ta cái đường link kênh YouTube đã bị xóa của chúng ta. Và chúng ta chỉ việc copy và paste vào trong cái phần này. Tiếp theo này, vui lòng giải thích ngắn gọn lý do tại sao bạn cho rằng kênh của mình đã bị tạm ngưng do lỗi. Hãy chắc chắn xem lại nguyên tắc cộng đồng của YouTube và chính sách bản quyền trước khi gửi kháng nghị. Vui lòng lưu ý, nếu kháng nghị của bạn liên quan đến một hoặc nhiều video riêng tư, bằng cách gửi yêu cầu này, bạn đang cho phép người đánh giá của chúng tôi xem nội dung video riêng tư của bạn một cách rõ ràng. Và họ cho chúng ta viết cái đơn kháng nghị này trong vòng 1.000 từ. Thì mình đã viết một cái đơn như thế này. Đây, cái đơn của mình là: kính gửi ban quản lý YouTube, tôi tên là Đỗ Thanh Thảo Phương, chủ sở hữu kênh YouTube tên Đỗ Lily, Gmail lily.brian.sabi@gmail.com. Tôi làm đơn này với mục đích kháng nghị một sự việc sau đây. Nội dung kênh YouTube của tôi hoàn toàn trong sáng, tích cực, phù hợp với thuần phong mỹ tục mà không hề câu kéo gian lận hoặc có tính chất lừa đảo về mặt thương mại. Cái ý thứ hai của câu này mình cho là rất là quan trọng. Mình đã copy ở trong chính cái thư mà YouTube gửi cho mình á, bởi vì họ nói là quy định trong chính sách của chúng tôi, nội dung câu kéo gian lận hoặc nội dung có tính chất lừa đảo về mặt thương mại sẽ không được phép xuất hiện trên YouTube.
thì mình đã đọc lại luật rất là kỹ và mình cũng kiểm tra lại tất cả các video của mình. Thì rõ ràng là video của mình có nội dung lành mạnh và không hề câu kéo gian lận hoặc có tính chất lừa đảo về mặt thương mại, cho nên mình đưa cái ý này vào để khẳng định. Tiếp theo này, đối với nhạc nền các video, tôi thường chỉ sử dụng nhạc trong list của app chỉnh sửa VideoLip. Cho đến khi upload videos lên YouTube, tôi mới biết bản nhạc đó có vi phạm bản quyền hay không. Và khi nhận được thông báo, tôi luôn ngay lập tức thay đổi bản nhạc khác trong list của YouTube. Thì cái này là mình nói rất thật, bởi vì đôi khi là mình thường nhận được cái thông báo về bản quyền cái bài nhạc mà mình sử dụng ấy, cho nên là mình cũng rất sợ. Và mình nhận được cái thông báo thì mình vào cái phần quản lý videos và mình thay đổi luôn bằng một cái bài nhạc của YouTube, hoặc là mình xóa luôn cái video đi. Thì mình cũng không biết là mình có vi phạm hay không, nhưng mà mình cũng đã rất cẩn thận. Và ý tiếp theo mình chia sẻ thật với YouTube là: ngoài ra đây là lần đầu tiên tôi tham gia sáng tạo nội dung và chính thức sử dụng một kênh YouTube, nên có rất nhiều điều luật tôi chưa nắm rõ. Cái này là mình nói thật nhá. Và mình rất mong bạn quản lý thông cảm, xem xét mở lại kênh cho tôi, hoặc cho tôi biết lý do chính xác tại sao tôi bị xóa kênh để tôi rút kinh nghiệm. Đây là rất nhiều tâm huyết và sự cố gắng của tôi. Và cuối cùng mình gửi lời cảm ơn cho họ. Rất cảm ơn. Mình viết sao cho đúng 1.000 từ này. Và những cái nội dung quan trọng nhất, thứ nhất là mình vẫn phải đưa ra cái mệnh đề là tôi thấy tôi không vi phạm. Cái thứ hai là cũng có những cái điểm tôi chưa biết, thì mong là thông cảm, tôi xin lỗi, tôi muốn rút kinh nghiệm. Và cuối cùng là đề nghị họ mở lại kênh cho mình. Còn nếu mình vi phạm nghiêm trọng họ không mở thì cũng vui lòng cho mình biết cái lý do là gì, để mình còn biết đường mà khắc phục. Và chúng ta không có cái cảm giác ấm ức là tại sao sau một đêm chúng ta lại mất đi cái kênh yêu quý của mình. Và sau đó mình gửi, thì khi mình gửi cái thư này đi thì thật sự là mình cũng không có hy vọng gì nhiều đâu. Không hy vọng gì luôn ấy. Bởi vì mình nghĩ là họ đã ghi là xóa vĩnh viễn như vậy rồi. Cho nên mình rất là buồn. Thậm chí là mình khóc á. Mình khóc cả đêm, bởi vì là nó là bao nhiêu tâm huyết của mình và cái sự cố gắng của mình. Ok. Và ngay sau đó thì mình nhận được một cái email confirm của YouTube account là: xin chào, chúng tôi đã nhận được kháng nghị tài khoản của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Trân trọng, nhóm hỗ trợ pháp lý của YouTube. Đó, và mình nhận được một cái tin cản hồi này thì mình cứ chờ thôi. Và sáng hôm sau khi mà ngủ dậy thì mình check ấy, kênh YouTube cũng vẫn không còn. Và thật sự là mình không còn một tí kỳ vọng nào nữa. Đó, và mình cũng chỉ có chờ thôi. Thì tối hôm đấy tự nhiên mình vào YouTube để mình xem phim. Thì mình lấy một cái account khác của mình á để mình xem phim, thì tự nhiên mình search thử cái kênh cũ của mình xem có không. Thì search Đỗ Lily tự nhiên lại hiện ra. Không thể tin nổi vào mắt mình. Sau đó thì mình mới vào laptop và check lại kênh YouTube cũng như là check lại cái Gmail của mình. Thì mình nhận được một cái thông tin của YouTube. Email confirm của họ mình nhận vào lúc 1:40 ngày 21 tháng 9 năm 2021. Và cái mail phản hồi lại của họ thì mình nhận được vào buổi tối ngày hôm sau, nghĩa là lúc 21:13 ngày 21 tháng 9 năm 2021, nghĩa là chưa đến 24 giờ. Thì họ đã có phản hồi cho mình là: xin chào, chúng tôi đã xem xét lại tài khoản của bạn và kết luận rằng tài khoản đó không vi phạm điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đã bỏ tạm ngưng tài khoản của bạn. Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn được kích hoạt và hoạt động trở lại cũng như ở trạng thái tốt. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, vui lòng truy cập liên kết này để đặt lại mật khẩu. Đó, họ có cho mình là www.youtube.com/account-recovery. Có một cái link như vậy. Vui lòng không trả lời email này. Những thư trả lời email này sẽ không được xử lý. Vui lòng tham khảo trung tâm trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin. Đó. Và sau thì mình còn nhận được hẳn một cái thư xin lỗi của YouTube cơ. Mà mình thấy họ xin lỗi cũng là đúng, tại vì họ phạt oan cho mình và đã làm tổn thương về mặt tinh thần rất là nhiều.
Và họ có một cái thư xin lỗi là: chào Đỗ Lily, chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng gần đây chúng tôi đã xem xét tài khoản YouTube của bạn và ngay sau khi đánh giá lại, chúng tôi xin xác nhận rằng nội dung này không vi phạm điều khoản dịch vụ của YouTube. Chúng tôi đã hủy quyết định tạm ngưng tài khoản của bạn và tài khoản của bạn hiện đã hoạt động trở lại. Chân thành cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian chúng tôi xem xét trường hợp này. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo nội dung không vi phạm nguyên tắc cộng đồng để YouTube có thể trở thành một nơi an toàn cho mọi người. Tuy nhiên, có đôi khi chúng tôi nhầm lẫn khi cố gắng đạt được mục tiêu đó. Do vậy, chúng tôi mong bạn thông cảm và rất xin lỗi nếu có gì bất tiện hay gây phiền hà cho bạn. Nếu bạn có câu hỏi khác, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây. YouTube, trân trọng nhóm YouTube. Thì sau đó mình có tìm hiểu thêm thì mình được biết là tất cả những cái bắt lỗi hay là giả soát xem có vi phạm nội quy không thì YouTube sử dụng cái hệ thống AI, trí tuệ nhân tạo. Cho nên là nó có thể giả soát được gọi là rất là chi tiết và chính xác, mà đôi khi là họ cũng phạt nhầm. Đó, chính vì thế mà cái chuyện này khi chúng ta làm YouTuber thì mình nghĩ ngay một lần các bạn cũng sẽ trải qua. Và tuy nhiên là cái đơn kháng nghị của chúng ta ấy, thì sẽ không phải là AI check nữa mà sẽ là người thật. Họ sẽ đọc và sau đó họ sẽ check lại cái kênh YouTube của bạn xem là thực sự bạn có vi phạm hay không mà bạn lại kháng nghị như vậy. Vì vậy cái nội dung của cái đơn kháng nghị mình cho là rất quan trọng. Nếu mà mình hoàn toàn không vi phạm cái gì thì thôi. Nhưng mà nếu mà mình nghi ngờ là mình có vi phạm luật hay không á, thì tốt nhất như trong thư của mình là mình giải thích rõ cái phần mà mình biết chắc mình không vi phạm. Và cái phần mà mình không chắc chắn là mình có vi phạm hay không thì mình cũng nhận lỗi luôn là tôi đã làm như thế này. Nhưng mà thật sự đây là lần đầu tôi làm YouTuber cho nên tôi cũng không rành luật lắm. Và tôi cũng đã cố gắng cải thiện nhanh nhất có thể. Thì mình nói khó với họ là rất là mong là cho tôi một cơ hội có thể mở kênh hoặc là cho tôi biết cái lý do chính xác tại sao mà tôi bị xóa kênh như vậy. Thì mình nghĩ là nội dung này dù các bạn có đang buồn, có đang giận như thế nào đấy chăng nữa thì các bạn cũng nên đưa ra một cái nội dung dễ nghe, thấu tình đạt lý. Và khi cái người họ check cái thư của mình ấy thì họ sẽ có thiện cảm với mình. Thế thì như vậy họ sẽ nhanh xử lý hơn cho mình. Đó, và đó là toàn bộ những cái việc mà mình đã làm. Mình không biết là với các trường hợp khác như thế nào, nhưng mà rất may mắn cho mình là bởi vì mình không vi phạm cho nên mình được trả lại kênh rất là nhanh. Nhưng mà cái hoàn cảnh này, cái sự cố này nó cũng giúp mình rất nhiều là mình nghiên cứu lại cái nguyên tắc cộng đồng kỹ hơn, từng ly từng tí. Và mình cũng chọn lọc hơn khi mà mình up các cái video, rồi mình cũng cẩn thận hơn về sau này. Nó cũng là một cái bài học đáng nhớ cho mình. Và mình đã lấy lại được kênh YouTube của mình rồi. Đỗ Lily, đây chính là kênh YouTube của mình. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì vui lòng hãy like, share và đặc biệt là subscribe kênh của mình.
hãy luôn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye!